Một hôm, cô Dina, con gái của Lea và Jacob, đi thăm các thiếu nữ trong vùng. Hoàng tử Shichem, con vua Hemo của dân Hevit, thấy cô liền bắt cóc và cưỡng hiếp. Shichem say đắm Dina, dùng đủ lời đường mật quyến rũ cô. Shichem lại xin vua Hemo cho chàng cưới Dina làm vợ. Jacob được tin lặng người, không nói một lời. Trong lúc các con trai còn bận, chăn chiên bầy vật ngoài đồng chưa về, vua Hemo cha Sichem đến thăm Gia Cốp để cầu hôn cho con. Các con trai Gia Cốp đang làm việc ngoài đồng, rất buồn đầu và giận dữ. Khi nghe Sichem cưỡng hiếp em và gây sỉ nhục cho gia đình mình. Vua Hemo cũng đến yêu cầu Gia Cốp, con trai tôi đã yêu Dina tha thiết, xin hãy gả của Dina cho con trai tôi. Xin quý vị cứ làm thông gia với chúng tôi, hai bên cưới gả với nhau. Quý vị cứ định cư tại đây, đất nước chúng tôi sẵn sàng tiếp đón quý vị. Xin quý vị ở đây buôn bán, tậu mãi tài sản, đất ruộng. Xin cho em thừa với gia khốp và các con trai ông. Xin quý vị làm ơn cho tôi, quý vị thách cưới thế nào, tôi cũng xin vâng. Quý vị cứ đòi hồi môn cho cao, xin lễ cho nhiều, tôi xin nụp đủ số, miễn là quý vị gà cô ấy cho tôi làm vợ. Các con trai Jacob đáp là Hemo và chem cách mưu mẹo vì em mình bị cưỡng bức. Gả em gái cho người chưa chịu cắt bì là một điều sỉ nhục, chúng tôi không thể nào chấp thuận. Nhưng nếu mỗi người nam của dân tộc ông đều chịu lễ cắt bì, chúng tôi sẵn lòng cưới gà với dân tộc các ông. Như thế, chúng ta sẽ thành một dân tộc thống nhất. Nhưng nếu các ông không chịu cắt bì, chúng tôi sẽ bắt em gái lại và dọn đi xứ khác. Nghe lời đề nghị ấy, Hemo và Sichem đều thỏa mát. Quá say mê sắc đẹp của Dina, Sichem vội vã triệu tập dân chúng tại cổng thành để thúc đẩy mọi người chấp nhận lời đề nghị vì Sichem là người được tôn trọng nhất trong hoàng tộc. Hemo và Sichem kêu gọi, những người này đã sống chung hòa bình với chúng ta, vậy hãy cho họ cư ngụ trong xứ để làm ăn buôn bán, vì xứ chúng ta đất ruộng đủ chỗ cho họ định cư, chúng ta hãy cưới gả với họ. Họ chỉ đòi một điều kiện là tất cả người nam chúng ta đều phải chịu cắt bì như họ. Vậy, họ mới chịu đồng hóa với chúng ta thành một dân tộc thống nhất. Đồng bào cứ chấp thuận điều kiện đó để họ định cư với chúng ta. Tất nhiên, bao nhiêu tài sản, bầy chiên, bầy bò của họ đều về tay chúng ta hết tất cả dân chúng có mặt tại cổng thành đều vâng lời của Hê-mô và si chem và chịu lễ cắt bì ngày thứ ba khi họ còn đau nhức Simeon và Lê-vi anh của Dina, rút cươm, bất thần xông vào tàn sát tất cả người nam trong thành luôn với Hê-mô và si chem rồi giải thoát Dina, các con trai của Jacob thừa thắng xông lên cướp phá thành để báo thù cho em gái họ bắt các bầy chiên bò, lừa và tất cả của cái bảo vật trong thành cũng như sản vật ngoài đồng ruộng. Họ cũng bắt vợ của các con nam đinh thành Sichem và cướp đoạt tài sản trong nhà họ. Jacob được tin liền trách mắng Simeon và Levi. Chúng mày gây dối cho cha. Chúng mày gây dối cho cha. Làm cho chúng ta bị ghét giữa dân chúng xứ này. Dân Canaan và dân Pherisid. Chúng ta chỉ có ít người dân bản xứ sẽ liên minh tấn công và tàn sát cha và cả gia đình thì chúng ta đành bị tiêu diệt nhưng họ đáp thưa cha không lẽ để nó hành hạ em chúng con như gái mãi dâm sao